Sivai này. Rất nhiều, toàn là mấy triệu cây. Mình không thích mấy cái cây này lắm. Để Tết thì thú hơn. Quay những cây khác. Đây, là hán này, khá hay. Là hán khá hay. Bệ rất ổn. Bệ ổn, nhưng mà giờ hỏi giá thì người ta biết mình không mua, với lại bắt đầu triển lãm mình rất là khó có cái giá chính xác. Từ khi là mình kết quá mình hỏi thì đi sâu vào cả thì nó dễ. Đấy, nói thẳng các bác mình thế. Là hán. Đẹp, khá đẹp. Ngọn này hơi đuối. Ngọn hơi đuối thì... ổi. Ổi quái. Ổi quái. Ổi quái này, trồng trên một cái vại. Đúng. Lều đang bỏ không với chủ đâu, dưới. Đây là quay cái con ổi quái này. Như là hổ mang mảnh quá. Rêu mới giá này nhưng mà xanh chưa. Thậm chí là con này khi là vừa mới lên chậu ấy. Ổi này. Để ổi đấy. Nó khỏe. Cái tử này đuôi quá. Cái tử này đuôi quá. Bệ nha, đi xung quanh bệ nha. Đấy. Cái cổ nó, nhìn cái cổ nó hơi to nhỉ. Thế nó gọi quái. Vâng, em nghe chị ơi. À, bọn em đang đứng ở ngoài bờ rào. Ở trường Bách Khoa chị. À, vâng. Anh em đang ngồi ở chỗ trà đá ở cổng mà chị. Để chờ mà. Cổng Parabol này chị, cổng Parabol. Vâng. 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 Anh ấy đang ở đấy. Anh ấy đang ở đấy hả chị? À vâng. Dạ vâng. Vâng, vâng. Biết rồi chị. Vâng, vâng. Chị là sao? Vâng, vâng. Cảm ơn chị nhé. Nhắn giúp em chị nhé. Dạ, dạ. Đấy. Bật tí điện thoại các bạn. Tiếp tục cái con ổi quái này. Mất cả lấy nét. Đấy. Hay. Rồi ta thôi. Quái rất là ổi này mình bao nhiêu anh nhỉ? 15 triệu. Đúng quá. Đúng đấy.
Quạt kinh quá. Cứ thả câu thế. Sao mua được? Phải chưa cần bán gì cả. Quầy phục vụ các bạn. Hỏi sơ sơ giá là biết như thế thôi. Đấy, với quái. Nhìn lại cây sữa này như cái lục vừng. Đầu tưởng lục vừng bác, cái sữa, cái hoa sữa ấy. Hoa sữa. Hoa sữa như này. Là khá lâu đấy. Còn bên này. Bên này cũng là phong cách miền Nam này. Mai chú thịt. Chắc đang định là đang tay ra một ngọn giật lên. Cái này còn lâu dài lắm. Nè cái bệ. Chú thịt la lên. Đây, chắc là một đôi như này. Chắc là một đôi như này. Rất nhu cục. Rất nhu cục. Con này thế. Rất dài. Xanh là già ghê. Mốc xanh mốc trắng đây này. Giật quế phôi. Nhiệt quế rất, chỗ này rất nhiều mai chú thịt. Nhiệt quế. Mai chú thịt. Ai, ngoài chú thủy nữa này. Xong phân. Đấy, bác nào có con cái yêu thiên nhiên cho ra đây. Thích nuôi đam mê thì bé quá. À, sàn núi. Đây, có cây phượng, hay quá. Cây phượng nha các bác. Bể này. Bể rất quằn quại. Phượng vĩ các bác nhá. Phượng vĩ đấy. Bạn nào theo dõi video tôi cũng từng quay mấy cái phượng đấy. Anh cho quay mấy cây anh nhá. Ôi. Mai chú thủy đấy. Mình ở miền Nam ra anh. Cây không, cây phong cách bên trong nhìn khác. Sài Gòn này. Đảo Tiên. Tiên. Nhìn là biết cây phong cách miền Nam rồi. Ít bóng dáng thanh si. Chuyên bonsai. Mai chiếu thủy. Sam này. Đi Sam. Trang đỏ. Đấy, bộ bàn ghế. Giá rất cây mini. Đa số là mai chú thủy. Dễ như các bác. Thuận tiện vào.
quay phía đầu ngoài này. Đấy, mà chú thử trong cái lọ này hay. Cây như này được bao nhiêu tiền anh? Cây 12 triệu. Ngoài chú thủy lá to này 12 triệu. Hải Châu. Con sam núi này bao tiền anh ơi? Sam núi 150 triệu. Đấy, 150 triệu con sam núi đỏ này. Quá kỹ luôn. Quá kỹ luôn. Tán rồi. Nhìn. Rất đầy, rất kỹ rồi. Rất đầy, rất kỹ. 150 triệu. Con này thì cũng cỡ tiền trăm rồi. Theo lời, theo như phán xét thì cỡ tiền trăm. Chậu sao gắn kia đấy, các bác nhìn đường dăm đường thân rất kỹ. Bệ ăn một con cá các bạn, ăn một con cá. Rất đầy. Nói chung là xứng đáng đồng tiền. Con này thế. Ba thân. Tiểu cảnh đa, tiểu cảnh đa này. Hỏi số điện thoại của thích kỳ đa để hỏi nha. Tiểu cảnh đa. Đa này đa trên núi đây. Rồi sông còn núi. Tháp. Tháp này giống tháp trăm hơn đúng không nhỉ? Tội là cái tháp này hơi mới. Đa lông cúc đỏ này. Mẫu đơn. Xanh xi thì nhiều quá các bác.
đẹp thì đẹp thật nhưng mà quay nhiều quá. Bạt Phong, Si Bạt Phong. Cẩm Thị. Cẩm Thị quái. Cẩm Thị quái. Đưa con canh trâu đi trâu lúa. Rất nhiều Cẩm Thị. Đây con mặt sau của con canh trâu lúa. Đừng hỏi giá bây giờ các bác. Hỏi giá bây giờ họ chưa muốn bán ngay, vẫn còn giữ giá lắm các bác, thậm chí là không cần bán. Đi đến đây còn nhiều mục đích khác chứ không phải bán. Đây cái canh trâu này các bác. Canh trâu xanh Nam Điền. Nam Điền ăn đá à, rất nhiều quả. Ở đây lại có một cây phượng nữa. Chỗ này rất nhiều Cẩm Thị. Quên, đây là Mun Đen. Luôn Cẩm Thị. Mun Đen, Mun Đen, Mun Đen các bác. Nhìn lá lại lá thì biết là đây là Mun Đen. Mun Đen chứ không phải là Cẩm Thị đâu các bác nhé. Đây các bác nào ở đồi núi các bác có biết cây này không? Biết cây này không? Rất nhiều gai các bác. Rất giống Linh Sam. Rất nhiều gai, có hoa, có quả chín, màu tím. Đấy. Các bác ở quê cũng biết cây này. Mặt hoang ngược lại. Tán rất đẹp. Rất hợp với bonsai nhưng mà chắc ít người biết cái cây này. Cây tôi gọi là cây sim sọng. Sim sọng. Đấy. Một lưu ý nữa cho các bác mà khai thác để chơi ấy. Thì sẽ chơi được những cây ấy. Rồi, ok. Kết thúc khu vực cuối của hội chợ các bác nhé. Bonsai đấy. Để được sang khu vực mới.